Clip này nhằm chia sẻ cũng như giới thiệu đến anh em cái cách bẫy rất là hiệu quả, dẫn dụ bằng cái file âm thanh. Anh em nào cần mua cái file âm thanh này xin liên hệ số điện thoại trên màn hình thì mình sẽ tư vấn cho. Clip này được quay rồi về mới lồng tiếng vô nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ cũng như mình mở cho anh em nghe thử để tham khảo nha. Mình xin chèn cái bản nhạc vô để giữ cái bản quyền. Còn anh em nào muốn mua hay là gì đó thì cứ liên hệ số điện thoại cho mình. Mình cảm ơn anh em nha. Nếu như anh em nào xài chưa quen á, thì cứ bật tắt anh em cho nó dạng thôi nha anh em. Nè bật tắt kiểu gì nào đó, nó cứ nghe được cái tiếng là từ từ nó tìm đến. Nó có ba bốn loại tiếng luôn, anh em liên hệ để mình gửi đủ luôn những cái tiếng mà mới nhất luôn. Đó anh em thấy không, nó nghe được cái tiếng nó rất là dạng. Đây là clip mình thử cái tiếng thôi chứ mình không có dùng súng hay dùng bẫy để mình bẫy nó, thì nó sẽ vi phạm điều khoản của YouTube, nó sẽ mất cái clip, anh em hiểu không? Đó anh em thấy đó, anh em làm nghề săn bắt thì anh em biết là như vậy là có thành công không. Anh em chia sẻ phụ mình cái clip này, mình rất là cảm ơn anh em. Chào các bạn, hôm nay mình chỉ cho các bạn cách bắt trầm hương buổi tối, thậm chí là buổi sáng bằng âm thanh. Nè, mình mở âm thanh lên cho các bạn nghe nha. Đó, các bạn thấy không? Đây là âm thanh bên mình bán. Nếu mà bạn nào muốn mua âm thanh này thì cứ liên hệ với mình. Các bạn thấy nó nghe kêu là nó tự nó cứ lằng ngoằng nó đi tìm, thì cách cách bẫy cũng dễ. Mình chỉ cần mình dùng bẫy dò gà loại lớn hoặc là có thể dùng bằng lưới, nhưng mà lưới đặc biệt là phải cao nha các bạn, hoặc là ví dụ cái bẫy kẹp chân cũng được. Còn một số anh em đam mê súng thì khỏi bàn. Các bạn thấy không, khi mà con trùng hương này nó nghe được cái tiếng nãy mình mở lên thì nó cứ lằng quằng, nó đánh hơi, nó đi tìm. Cái file này là cũng phải file chuột, nó cũng phải file trùng kêu, mà đây chỉ là cái âm thanh để dẫn dụ trùng. Âm thanh này là bên ông anh ở bên Mã Lai cho mình. Thì bây giờ nó còn hiệu quả, còn sau này thì mình không biết sao, nhưng mà mình bán thì mình phải chịu. Mỗi chi tiết mà anh em muốn mua cái file này xin hãy liên hệ 0120 82 52 799. Mình sẽ tư vấn cũng như buôn bán cái tiếng này cho các bạn để các bạn đi săn nha. Đó các bạn, mình đang ở đâu? Đang ngồi trên cây cao đó. Như vậy mình gắn bẫy ở dưới là nó xong phim đó rồi, đúng không các bạn? Cái lo mình bỏ thẻ nhớ vào, mình đặt ở dưới luôn. Mình mở cái file đó lên thì chỉ cần nó lòng quằng như nãy giờ là bắt được nó rồi. Mà sao hôm nay có một con nè, mình mở lại cho các bạn nghe một lần nữa nha. Đó các bạn thấy không, quay đầu lại nè, đó đó đó. Đó, hay giờ. Thôi, chào các bạn.